người đó thì ta chửi lại. Đợi cho người hết giận, người ngồi người nghe tôi chửi. Bởi vì một câu nói nhưng có rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Mình đọc kinh mình phải hiểu lý kinh, đó mới là chân lý. Cái lý kinh ở đây là gì? Ai chửi mắng thì ta giả điếc. Tức là cái câu mình học cái cách nhẫn nhịn ở cuộc đời đối với những lời thị phi giả trá. Bởi vì người ta cũng như mình cũng như người ta. Chứ Phật không có dạy mình từ bi với ma. Từ bi với ma tức là mình phải tẩy não họ. Nên những cơn mưa mà video ở đây là tôi thay mặt cái trời nắng tháng hạn này để rải xuống cho bọn họ tỉnh ngộ, để cho họ nhường gọi sát thân. Nên ai chửi mắng những người làm đạo đức thì ta chửi lại. Quỷ ma là phải bài trừ. Phật cũng dạy điều đó. Mình phải trừ tà ma để giữ gìn cái gì gọi là trong sạch của Phật Pháp. Đọc kinh thì phải hiểu lý kinh, nghe chưa, mới gọi là hành kinh. Còn đọc kinh không hiểu lý kinh thì cái đó gọi là kinh hành. Một câu nói mang nhiều ý nghĩa mà cả đời quý vị chắc gì cũng đã hiểu được những cái lý lẽ này. Nên quý vị cũng đừng có buồn khi là ở đây bà con người ta gieo vào quý vị những cái lời nặng nề như vậy. Cái này là còn nhẹ tay đó. Người ta thường hay hỏi nhau câu: ủa mày ăn ở làm sao mà để cho người ta nói mày vậy? Mày ăn ở làm sao mà để cho người ta đối xử như thế? Hay là chửi rủa như thế? Cái đó được gọi là do ăn ở mà thành, do mầm móng gieo trồng mà ra. Giống như mà cái cây lúa hạt tròn thì trồng cái con giống không thể nào ra được cái hạt lúa dài được. Thì bé Tường Lam ngày hôm nay của chúng ta đến với cuộc đời thì quý vị thấy giống như là một cái hạt giống trời ban để xuống làm một cái kiếp người toàn diện. Dẫu không thập toàn thập mỹ nhưng ít ra cũng 9 trên 10. Để cho bà con nhìn vào đó giống như là một cái bức gương để cho chúng ta tự soi cái bản mặt của mình vào đó. Giống như cái camera ngày hôm nay, con tự tin rằng con soi vào đây con thấy rất là đẹp. Bởi vì cũng do ăn ở mà ra cả cô chú. Nên là con tin là mọi người cũng ủng hộ quan điểm này của con. Khi mà hôm qua có hàng trăm cuộc gọi về cho con để động viên: à con ơi con quá là tốt, cô gọi mà cô không biết rằng con có bắt máy hay không nữa. Tại vì cô nghĩ rằng người như con có nhiều việc để làm, mình còn phải giảng đạo lý cho bà con gần xa nghe để hiểu được cái phần nào để áp dụng trau chuốt bản thân mình để mình tu mình sửa. Nên là con cũng cảm ơn những lời quý, những lời tốt đẹp của bà con dành cho con, nhưng con rất là thân thiện đó. Thì ở đây bà con tôn sùng mình cũng là do ăn ở thôi. Chứ nếu như mình mà ăn ở giống như những người khác thì chắc có lẽ là cũng bị chửi nát hết rồi, chứ không phải là những lời ca tụng và vàng son. Thì vừa rồi chỉ là một đoạn ngắn thôi, giống như một điểm tâm sáng cà phê thôi. Bây giờ mình bắt đầu vô buổi ăn nè. Quý vị chờ xem còn một đoạn nữa, chưa dừng lại đó đâu. Phe phản biện hay gán ngồi đây mà nghe. Nghe đi làm gì? Giống như cơn mưa tôi tặng cho mấy người để ngồi đây mà tắm. Tắm để sạch một chút, chứ bụi trần đời uống đục ăn dơ quý vị đã đen lắm rồi. Mình nên nhớ lại để mình tỉnh ngộ. Nhớ lại cái phút giờ mình đầu thai chuyển kiếp, mình hứa với bề trên rằng mình làm một con người để mình sửa sai cho kiếp trước như thế nào. Tôi tin là lực nhân quả nó có cả. Tại vì con người không phải sống từ một đời một kiếp, mà từ nhiều đời và nhiều kiếp, từ vô thủy kiếp, vô lượng kiếp đến nay, đã lăn lõi trong dòng lục đạo 6 dòng đó. Trong đó mình cũng đã từng là cỏ cây hoa lá, cũng từng là những động vật súc sinh, rồi có tánh linh mới trở thành con người. Và được làm con người thì mình phải làm người tốt. Mình làm người tốt, việc tốt thì mai này mình mới có cơ hội để tiến hóa đi xa, mới cầu đạo cầu thực được. Còn quý vị tự cho mình là tiên là thánh, tự cho mình là cái này đúng cái kia sai, chửi cái người làm đạo lý, chửi cái người niệm Phật, chửi cái người ăn chay như thế, mà quý vị thành cái gì? Quý vị sẽ trở lại làm ma. Quý vị tin tôi đi. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp. Thằng mà biển xanh nó ở nước ngoài hả vậy? Thằng đó là nó ở nước ngoài rồi. Nước ngoài nước gì cũng. Dạ. Mà không biết cái nào phải cái nào quấy á. Dạ. Bây giờ có
Có thằng Tường Lam nó nói Tường Lam vậy là tại biết sao nó nói không? Dạ. Biết sao nó nói Tường Lam Sao á? Là thằng biển xanh phải không? không? Không có cái thằng Kiến Kiến hả? Đồng Tháp á. Dạ. Biết sao nó nói không? Tao chỉ nói với, thẳng với nó là con cái tại Tường Lam nó không đem lại gạo hay gì nhà tới nhà nó bố tí đó mà thành thử Dạ. ra nó tức mà nó nói đó. Dạ. Nó tức là lên tiếng nó nói hoài á. Chắc có lẽ là Chẳng do có đâu có mình không có phần. mấy cái thằng đó là mấy đồ ăn cướp của người ta, ăn cướp cướp của cái xã hội, tối ngày nó đi bươi móc của người ta không à, chuyện của người ta đặt cái vụ của tao nói mày nè, tao dòm tao coi con bé Tường Lam nó cũng dạng là con cháu nó nhỏ hơn cháu ngoại tao đó, mà Dạ. thấy nó nói biết nó nên biết kêu người ta ăn chay niệm Phật cái này kia là tao cũng mừng dữ lắm. Dạ. Nó mình mà ta đâu có làm gì tầm bậy tầm bạ đâu, mở ra cái ganh ghét người ta nó này nó kia tùm lum tà la cho mà nhiều nhiều người nói vậy lắm. Dạ. Đúng mẹ tao cái tánh tao nó ngay thẳng, nó ngay thẳng là tao thấy cái chuyện nào không phải là tao phải lên tiếng tao nói Dạ. đó. Cậu không có khi nào cậu nói tầm bậy tầm bạ gì với ai, chàng chuyện ai làm sao tao làm, chứ không phải như tụi này phải lên biết mặt nó ở này kia rồi. Còn nó không có nói, nó chỉ mượn lên nó nói không, nó nói làm như dạng nó người tu hành như nó mà tu có mẻ què, rồi tối ngày nó đi Tu bươi móc người ta không đó. tu mà chửi xuyên quốc gia, chửi người ta từ trong trong 2023 chửi qua 2024, chửi từ Hà Nội chửi tới Cà Mau, chửi qua Đồng Tháp. Đột mà tao nói thiệt chứ tao không có tức cái gì nó nói vậy, nó không rài cậu nghe đó là cậu cũng dằn bớt lại. Nhưng Dạ. mà nó nói con bé Tường Lam này cha mẹ nó dạy đẻ đây nữa nữa nó đi làm gái làm điếm rồi làm đĩ này kia, trời mẹ ơi máu tao nóng lên luôn á, cũng phải đồ chó chi đẻ đó. phải chi mà nó nói cái với cái những người đồng trang lứa với nó con không nói nữa, còn đằng này người ta là một đứa nhỏ mà nó ngồi nó phán sau này người ta làm cái này cái kia. Tao xem nó, cậu xem cậu xét coi tự hồi thấy giờ nó đâu phải là Tường Lam, nó xưng nó là Phật đâu, Dạ. nó đâu có xưng, nó đâu có xưng hô nó tôi là Phật thế này kia đâu, nó Dạ. chỉ nói sau này con có Cũng sau này con có thành là con sẽ là Phật Như Lam, dạ nhưng nếu sau nó có đắc đạo thì nó thành cái gì cũng được, thì mà thế giới cái đó là cái hạnh nguyện người ta muốn rằng con mình tu để thành Phật. Thì bây giờ hỏi tất cả những sư thầy và những vị chân tu của Việt Nam, họ cũng muốn rằng tu để thành tiên thành Phật, chứ không lẽ tu thành ma. quỷ dương đó mẹ ơi, mấy thằng này là thuộc về nó dạng là nó quỷ dương, nó Dạ. theo nó phá đạo đó mấy cái thằng đó đó. Trời, ngày nay nè, hồi sáng có một cái anh ở tại núi Bà Đen, là anh nói tao mà thấy tao tao nhà nhà anh nói thiệt với em, nhà anh ở núi Bà Đen nè, bây giờ mà anh thấy mấy thằng đó mà lú mặt lên đây anh giọng nó vô cạc núi luôn đó. Nó đâu có dám lên cái mặt trường mặt cho mình biết mặt đó đâu, Dạ. nó không có dám lên. Thì nói chung là như như những kênh đó thì chủ kênh thì người ta biết rồi đó, thì lú lên núi Bà Đen là khỏi về đó. Cậu nói thiệt với mày, giờ cậu già tao chết thì tao giữ cái lẽ phải rồi chết cũng khỏi tù cũng được nữa, nói thiệt với Thiệt mày chứ, á. có nhiều cái trong cuộc sống này nó khiến người ta phải bức xúc á. Nói với người ta nhịn thì tức nước dở bờ, con chó dồn vào chân tường thì cũng phải cắn lại thôi, quý vị đừng có quá đáng, nó thật là vậy đó. Tao là bà đạo hòa hảo nè, thầy tao là đạo hòa hảo nè, chứ Dạ. tao không có theo ai hết trơn, nhưng mà con cái mình phải suy xét coi Dạ. có người ta nói và nó đúng hay là nó sai, Dạ. nó đặt cái vụ giờ người ta có nói sai đi nữa mình cũng đề mình chỉnh đốt người ta một hai lần cho người ta biết ta hiểu cái chuyện đó là nó đặt Dạ. cho ta sửa. Còn cái này không có, nó cứ lên nó nói này nói kia tới bữa nay mà nó còn lên nó nói con nhỏ nữa đi làm điếm làm gái, trời bạn ơi cha mẹ nó mới mới đi làm đẩy chứ nó nói nhỏ vậy. Thì con nói mà, con nói rằng á, là ở Việt Nam mình tôi thấy ngộ lắm. Cha cha mẹ sanh con ra cũng đều dạy con điều tốt, mà con không biết cái quân ngũ này ai dạy tụi nó ăn nói kiểu đó nữa. Con nghĩ là cha mẹ cũng không mất dạy tới cỡ đó đâu. Con Con nói phải á, là là đời trước ăn mặn, đời sau khát nước. Thì quý vị á, đời trước á, tôi nghĩ là ông bà quý vị ăn mặn tới cỡ nào mà để quý vị đào tạo ra người con cháu như vậy. Khi ăn nói trong cuộc đời này vậy, miệt thị một đứa con nít sau này á, làm điếm làm gì. tội nghiệp đó, nó chỉ khuyên nó khuyên cô bác ông bà về lo niệm Phật cái này kia thôi, rồi lo đi bố thí cho ngày bố thí cho người kia, nó làm vậy không đúng à sao, nó giỏi kêu con nó đó,
còn Nhưng mà không biết suy nghĩ. còn bữa nay qua đó thì biển xanh biển đỏ biển vàng gì đó rồi rồi gì giờ đâu có dám ngồi chỗ đâu, sợ công an tới bắt. Dễ Biển ăn xanh với biển luật pháp đỏ. Việt Nam mà, con nói mà luật pháp Việt Nam này mà dễ dàng thì anh ló cái đầu anh về đây anh phạm tội được, anh biết anh mà có trốn của quốc tế cũng phải dẫn về Việt Nam nữa, chứ ngồi ở đó mà phạm tội giống như là trò chơi con nít mà ngược lòng vòng với công an thấy mới bắt được, còn không thấy bắt không được, nói chuyện Đã chiều nay mà tao tao có nghe tao có bắt tao gặp mày để xanh tao bình luận tao đó, mày có giỏi mày về đây nè, mày dạ. có giỏi mày về đây, mày đừng có ở bển ở công, mày ăn mày lo mà tu hiền á gì đi, mày đi bi mất chuyện của người ta. Dạ người ta xa quê, con không quơ đũa quả nắm, con tôn trọng bà con Việt kiều, nhưng mà cho dù người từ nhỏ bên bển có người ta vẫn tha thiết với quê hương này, người ta vẫn thương người Việt Nam, mà sao có loại người kỳ cục vậy làm bẩn cái danh Việt kiều của bà con bên đó. Bởi vậy cậu nói con nghe, chỉ có Đức Thầy nó chỉ đến với ta chớ đem đồ cúng, hãy đem theo hai chữ thành lòng, thì một vị Phật người ta vậy đó. Giờ con nhỏ này, còn nhỏ bé Tường Lam này, nó không phải là nó tự xưng, nó đâu có xưng, ở ngoài người ta đưa cái tên nó lên vậy thôi, chứ con cháu nó đâu có xưng hô gì. nó Dạ. chỉ kêu nó chỉ kêu người ta bố thí này kia đồ đó, là cái bố của nó cũng dữ lắm. Cậu Thì nó thiệt chứ cậu coi từng đi. từ cái đó đó mà người ta nói rằng con nhỏ này nó kêu gì để trục lợi, nhưng mà con nói là hãy nghe kỹ lại, nếu như mình là người có lỗ tai thì con nhớ là màng nhĩ nghe được âm thanh mà khoa học chứng minh điều đó, là người ta nói rằng là cô chú có lòng thì những người có của ăn của để được gọi là những người dư đó, dư giả đó, có điều kiện đó, thì hãy từ thiện phát tâm, chứ không bắt buộc quý vị nghèo nàn quý vị muốn tu cũng phải bán đất mà để cho chùa, hay là bán đất mà để từ thiện, chưa ai nói chuyện đó cả. Mà tụi này nó không có biết con ơi, thôi đi rồi bây giờ cậu nói con nghe, mày mày làm thì chuyện của mày làm mày nói phải đi, Dạ. còn mấy cái thằng đó để tao có ấy lên rồi cái tính cậu nói là cậu làm cậu nóng lắm, cậu chửi ngay mặt nó à, Dạ. nói giỏi nó đang như tao ở Phú Thuận nè Dạ. đó, tao là tài ở Phú Thuận nè, kêu nó giỏi thì nó lên đây, Dạ. nó giỏi nó lên cho tao nè. Con nói chứ. Con tu thì tu thiệt, tu thân thì tu thiệt, nhưng mà đối với những người này á là nói chung á là Phật dạy mà. Nói thẳng ra là nói chung á gặp ma là phải trị thôi, chứ đừng có nói rằng là từ bi. Bây giờ từ bi là từ bi với người tu, chứ không từ bi với ma được. Mấy ma ma quỷ này mà từ bi cái gì? Nếu như từ bi cả ma quỷ thì trên đời này không có diêm vương, không có nhốt vào cửa ngục. À, con thì ban đầu con cảm ơn bé Tường Lam là ở cái chỗ là nhờ sự xuất hiện mà lòi ra nhiều bộ mặt, phải nói là mình chưa từng được biết. Thì bởi vậy chứ thằng nào nói cũng mở miệng ra nó tốt không, mà thấy có tốt không, Dạ. có thằng nào dám đi mà khuyên cái đàn khuyên kia đi bố thí làm lành cái gì việc thiện không Dạ. đó, vậy ta Con làm được cái bắt đầu nó cũng tốt. có một số người trước cũng xưng bên thì nói chung là của từ từ mặc áo xưng đạo thầy ngồi nói chuyện trên kênh Sĩ Ngân Đồng Tháp đó, bình luận đúng sai gì đó Tường Lam đó. Con bình thường á là do là gia đình người ta gia đình Tường Lam không lên tiếng, rồi bắt đầu được nước làm tới, giống như là nó cũng mang cái tức ở trong đây là nó cố tình chọc ngoáy, nhưng mà người ta không im tiếng, người ta vẫn im tiếng, toàn là những kênh khác lên tiếng giống như con thôi, nên là nó đang rất là tức, tức ở chỗ rằng nó đang có một ý đồ gì đó để cho gia đình Tường Lam lên tiếng. Nếu như một ngày mà nói gia đình Tường Lam mình lên tiếng quay lại thì con đảm bảo nó sẽ nói rằng đó, quý vị thấy chưa tu mà chửi tay đôi với họ, nó là vậy. Bởi vậy con nói là bởi vì bữa trước có người bên nó gọi điện qua đây chửi, con nói rằng đó là anh cứ chửi đi, thì tại vì sao nhiều người nói ủa sao con ngồi con nghe ngộ vậy, nhiều cô chú điện lại miền Trung có luôn, con nói con ngồi con nghe là để con cho cộng đồng thấy, không cần con phải giải trình rằng là cái người tự xưng rằng cái phe cánh tự xưng rằng mình là chánh nghĩa chánh đạo, để coi lời nói của họ nó tử tế tới cỡ nào đó, rồi Cậu nhìn nói nhìn vào đó sẽ nghe rõ. trong bụng cậu nói chắc mấy mấy cái thằng này là tại Tùng Lâm ông đem lợi bố thí cho nhà nó cho dòng họ nó, thành thử ra nó tức nó mới lên tiếng nó nói hoài. Dạ. Rồi còn một khía cạnh thứ hai con muốn nhắc tới chuyện ở đời á, thì họ sai thì để mình họ sai, con không tay đôi với họ, nếu như con tay đôi với họ thì con cũng không khác nào á là cũng đâu hơn họ bao nhiêu đâu, nên
con để cho nó chửi thoải mái, con ngồi con nghe, con cho cộng đồng thấy, thấy cái chuyện ác mà nó đã làm. Bây giờ con nói tới mà thậm chí bình thường như hồi trong Tết tới giờ trần lăn ngày này qua ngày khác thì mình cũng nhiều người khác nhau mà không nhắc tới đây, mà bữa nay ngày hôm qua giờ nó dùng tới cái đoạn mà lớn lên sau này làm điếm làm đĩ gì đó, thì cái đó là không, là nói chung là không bao giờ nhịn được, con nói thiệt cái gọng. Bởi vậy cậu nghe nói cậu mới điện cho mày đó.